Xin chào tất cả quý phụ huynh và các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài 2, tiết 1 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 của sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là bài ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1.000. Chúng ta cùng nhẩm bài tập số 1 như sau. Chúng ta có bài tập số 1A, các em cần nhẩm 60 cộng với 20. Vậy 60 cộng với 20 tức là 60 cộng 20. 60 cộng 20 thì bằng 80. Như vậy 80 các em viết bằng 80. Rồi, chúng ta có 80 trừ đi 60 thì bằng 20. 20 thì các em sẽ viết bằng 20. Tương tự, 80 trừ đi 20 thì bằng 60. 60 các bạn viết là bằng 60. Hoặc các em lấy tổng. Các em trừ đi số hạng này thì nó sẽ bằng số hạng kia. Đấy, tổng trừ đi số hạng này bằng số hạng kia. Tương tự chúng ta có bài tập số 1B. Ta có 500 cộng 300 bằng 800. Các em lấy tổng 800. Các em trừ đi 500 thì sẽ bằng 300. Đấy, lấy tổng trừ đi số hạng này bằng số hạng kia. Hoặc các bạn lấy 800, các em trừ đi 300 thì sẽ bằng 500. Các bạn lấy tổng trừ đi số hạng này này thì bằng số hạng kia. Đấy, 800 trừ đi 300 bằng 500, mà 800 trừ đi 500 thì sẽ bằng 300. Tương tự chuyển sang ý C. Ý C ta có 900 cộng 100 thì bằng 1.000. Các em lấy tổng 1.000 trừ đi 900 thì sẽ bằng 100. Mà lấy 1.000 các em trừ đi 100 thì sẽ bằng 900. Quy tắc là khi mà chúng ta lấy tổng trừ đi một trong hai số hạng thì nó sẽ bằng số hạng còn lại. Như vậy cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những ai chưa xong bài tập số 1, các em dừng lại một chút tiếp tục làm xong bài tập số 1 nhé. Cô chuyển sang bài tập số 2. Cô có bài tập số 2 như sau. Yêu cầu các bạn đặt tính rồi tính. Đối với bài này thì các em sẽ đặt tính theo hàng dọc đúng không nào? 47 cộng với 53, các em viết số 47 trước. Xuống dòng, các em viết số 53 sao cho hàng đơn vị thẳng cột, hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột với hàng chục. Dấu cộng các em đặt giữa hai số và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Các em cộng hàng đơn vị trước, ta có 47 cộng với 53 thì bằng 1.000. Xin lỗi các bạn, bằng 100. Chúng ta cộng hàng đơn vị trước là 7 cộng với 3 bằng 10, viết 0 nhớ 1. 4 cộng với 5 bằng 9, nhớ 1 nữa bằng 10. Như vậy kết quả của chúng ta là 47 cộng 53 thì bằng 100. Sang phép trừ các em cũng làm tương tự. Đối với phép trừ 100 trừ đi 35, các em viết số 100 trước. Xuống dòng các em viết số 35 sao cho chữ số hàng đơn vị thẳng cột với hàng đơn vị, chữ số hàng chục thẳng cột với hàng chục. Đấy, hàng trăm thì thẳng cột với hàng trăm. Ở đây không có hàng trăm thì em để khuyết cho cô. Dấu trừ thì em đặt giữa hai số và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái, tức là trừ hàng đơn vị trước. Không không trừ được cho 5, em mượn 1 phía trước lấy 10 trừ 5 bằng 5. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây, 3 này nhớ 1 nữa bằng 4. Vậy các bạn lấy 10 trừ đi 4 thì bằng 6. Như vậy kết quả bằng 65. Hoàn toàn tương tự thì các bạn sẽ làm cho cô ý B. Ta có ý B như sau. 275 các bạn cộng với 18. Các em viết 275 trước. Xuống dòng các bạn viết số 18 sao cho hàng đơn vị thẳng cột hàng đơn vị, hàng chục thẳng cột hàng chục. Dấu cộng các em đặt ở giữa và dấu gạch ngang thay cho dấu bằng. Chúng ta cũng cộng theo thứ tự từ phải sang trái, tức là cộng hàng đơn vị trước. Ta có 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 7 cộng 1 bằng 8, nhớ 1 nữa bằng 9. 2 hạ 2 viết 2, kết quả bằng 293. Tiếp theo ta có 482 trừ đi 247, các em đặt tính tương tự. Và chúng ta cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Các em trừ hàng đơn vị trước,
2 không trừ được cho 7, các em mượn 1 phía trước, lấy 12 trừ 7 bằng 5. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây, 4 nhớ 1 nữa bằng 5, ta có 8 trừ 5 bằng 3. Sang hàng trăm, 4 trừ đi 2 bằng 2. Như vậy kết quả của phép trừ ở đây bằng 235. Như thế là chúng ta đã vừa hoàn thành xong được thêm bài tập số 2. Những ai chưa xong bài tập số 2, các em hãy dừng lại tiếp tục làm cho xong bài tập số 2. Bây giờ cô và các bạn sẽ chuyển sang bài tập tiếp theo, là chúng ta sẽ chuyển bài tập 3. Bài tập số 3 như sau. Con lợn cân nặng 75 kg, con chó cân nặng 25 kg. Hỏi ý A, con lợn và con chó cân nặng tất cả bao nhiêu kg? Câu B, con chó nhẹ hơn con lợn bao nhiêu kg? Như vậy, chúng ta sẽ giải bài này như sau. Câu A, để biết con lợn và con chó cân nặng tất cả bao nhiêu kg thì các em sẽ lấy cân nặng của con lợn, các em sẽ cộng thêm với cân nặng của con chó, đúng không nào? Như vậy chúng ta có con lợn và con chó cân nặng số kg là, các em sẽ lấy cân nặng con lợn là 75 kg, các em cộng với cân nặng con chó 25 kg, như vậy sẽ bằng 100 đơn vị là kg. Sang câu B, chúng ta muốn biết con chó nhẹ hơn con lợn số kg là bằng bao nhiêu thì các em sẽ lấy cân nặng của con lợn, các em trừ đi cân nặng của con chó để biết là chó, con chó này sẽ nhẹ hơn con lợn bao nhiêu. Như vậy các em sẽ làm phép tính trừ, ta có 75 các em trừ đi 25 bằng 50 và đơn vị là bằng kg. Các em có đáp số câu A là bằng 100 kg và câu B là 50 kg. Như vậy là cả hai con thì sẽ cân nặng tất cả là bằng 100 kg. Còn con chó thì nhẹ hơn con lợn là bằng 50 kg. Bạn nào chưa xong bài tập số 2 và bài tập số 3, các bạn hãy dừng lại một chút, tiếp tục làm cho xong hai bài tập số 2 và bài tập số 3. Cô chuyển sang bài tập cuối cùng là bài tập số 4. Bài tập số 4 như sau. Chọn câu trả lời đúng. Ở đây người ta cho các bạn 3 hình. Ta có hình tam giác, hình tròn và hình chữ nhật. Trong mỗi hình này người ta có các cái phép tính, phép toán cộng và phép toán trừ ở đây. Và câu hỏi là phép tính ghi ở hình nào có kết quả lớn nhất? Như vậy, để biết hình nào ghi cái phép tính có kết quả lớn nhất thì các em sẽ thực hiện các phép toán cộng và trừ trong mỗi hình này xem kết quả bằng bao nhiêu. Sau đó thì các em sẽ so sánh ba cái kết quả ở ba hình, đúng không nào? Và chúng ta chọn ra kết quả nào lớn nhất thì nó nằm ở hình nào thì hình đấy chính là hình mà có kết quả lớn nhất. Bây giờ chúng ta sau khi mà cô phân tích như vậy rồi thì các bạn hãy dừng lại một chút, các em làm, sau đó thì sẽ đối chiếu với phần bài chữ của cô. Cô có ở hình tam giác, ta có 225 cộng với 38. Các em cộng hàng đơn vị trước, ta có 5 cộng 8 bằng 13, viết 3 nhớ 1. 2 cộng 3 bằng 5, nhớ 1 bằng 6. Và 2 thì hạ 2, viết 2. Như vậy chúng ta được kết quả là 263. Sang hình tròn, chúng ta thực hiện phép trừ là 281 trừ đi 19. 1 không trừ được cho 9, các em mượn 1 phía trước, lấy 11 trừ 9 bằng 2. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây, 1 này nhớ 1 nữa bằng 2, 8 trừ đi 2 bằng 6. Và 2 này không trừ gì cả thì em hạ 2, viết 2. Như vậy được kết quả 262. Tiếp theo sang hình chữ nhật, có phép tính 125 cộng với 161, các em cũng thực hiện cái phép tính này. Ta có 5 cộng 1 bằng 6. Sang hàng chục, 2 cộng 6 bằng 8. Sang hàng trăm, 1 cộng 1 bằng 2. Như vậy kết quả của phép tính ở hình chữ nhật bằng 286. Trong 3 cái kết quả là 263, 262 và 286 thì kết quả lớn nhất chính là 286. Đây là số lớn nhất. Như vậy cái số này nó nằm ở hình chữ nhật. Vậy chúng ta sẽ chọn là phép tính ghi ở hình chữ nhật
sẽ có kết quả là lớn nhất. Các em sẽ khoanh vào cho cô đáp án đúng chính là đáp án C. Trên đây, cô và các bạn đã vừa đi xong được các bài tập của bài 2 tiết 1 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 3 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của các em vào YouTube gõ từ khóa kênh Biết Hạnh để xem thêm các video miễn phí khác. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.